hai đen và hai đỏ này. Đầu tiên là quân bài màu đen sẽ được đặt lên tấm thảm này. Quân tiếp theo cũng là quân đen này, được đặt lên tấm thảm này. Trên bàn là hai quân đen, trên tay mình là hai quân màu đen. Đen. Đó. Chị buồn cười nhỉ? Đã ai làm gì đâu? Đã làm gì đâu? Mẹ mày tưởng là chú ảo thuật thành đã chạm vào đâu? Mẹ nhọn người nhìn nhá, đúng chưa? Đen này. Rõ ràng đen đặt ra đây nhá. Đấy, quân tiếp theo cũng là đen này. Đặt ra đây này. Chưa hai quân đen đây nhá. Tay mình là màu vừa đặt đen ra đây xong. Đấy nhá, nhìn nhá, nhìn kỹ này, đúng chưa? Rõ ràng đen này, đặt ra đây. Con tiếp theo cũng lại đen này, đặt ra đây. Bút tay lên hai con đen giúp chúng. Đấy, tay cậu bé là hai con đen, tay mình là màu là đen thôi kìa. Vừa đặt đen. Mọi người không tin cậu bé à? Đen này, nhìn nhá, đen này đúng chưa? Đen này, đen nhá. Quá xuất sắc. Đen nhá, đen này. Rõ ràng đen đúng chưa? Đúng chưa? Đúng rồi. Đen nhá. Đen. Ok, nào con tiếp theo. Đen. Cũng là đen nhá. Úp tay lên hai con đen cho chú. Tay cậu bé là đen, vậy tay mình lại là màu đỏ. Đen chị ạ. Đen. 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 Đen.